Em hỏi anh số 4 trước anh ơi, tại sao anh không có để màn hình điện thoại ạ? Thì mình mở điện thoại lên thì anh sẽ vào ngay một app nào đó, cho nên anh không quan trọng cái việc mà anh để hình nền là cái gì. Nếu bắt đầu từ ngày hôm nay anh để hình Trà My hoặc Ngọc Hân lên đó, anh có đồng ý không? Vậy phải để cho anh xem mặt cả hai em trước cái đã. Chứ còn... Thế là em mới để hai em. Dạ đúng đó chị ơi. Chút nữa chị gửi em tấm hình. Anh có nghe nói là Trà My đang học ở cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Trà My có thể cho anh nghe em hát một đoạn được không? Mà anh muốn nghe bài vui hay bài buồn? Cho anh nghe bài vui đi. Em không có biết nhiều bài vui. Chị hỏi chi chị ba? Xin chào ông nội Việt Hương. Xin chào ông nội Việt Hương. Trời ơi, chắc anh chàng này bên diễn viên kịch cho nên là cũng yêu mến Việt Hương, đã xem một cái series trong đó Việt Hương đóng vai ông nội của sân khấu chị Hồng Vân. Cho nên khi chào ông nội Việt Hương thì xin cảm ơn em đã theo dõi cái series của chị nha. Và cái series sau thì chị sẽ mời thêm anh Trương Thế Vinh, chị sẽ đặt ảnh một cái tên gì đặc biệt để cho em nhớ. Tại Vinh thì đẹp trai quá, chị sợ đặt vô cái series của chị lấn lướt chị đi, cho nên là chị sẽ mời. Tại mà bà nội em. Bà nội sao em? Dạ vậy series sau em có được vô nữa không chị? Em có lọt tròn vô không? Ủa vậy hả? Em dạ. Có đóng cái trong series đó hả? Dạ có luôn. Rồi dạ, hy vọng là lát nữa nhìn mặt em thấy quen ha. Dạ. Hai em có ai thích chó không? Dạ không anh ơi, em thích mèo. Mèo mèo, mèo anh là mèo của em nè em ơi. Mèo mèo, mèo anh là mèo của em nè em ơi. Đây là tại sao các anh không sợ ấp lưng ạ? Lý do mà anh không sợ ấp lưng là anh thích cái cảm giác khi mà cầm vào điện thoại nó lạnh lạnh tay hơn, cho nên anh không sợ ấp lưng. À, Yêu Mia thích không thích phụ nữ mặc đồ đúng không? Yêu Mia thích không thích phụ nữ mặc đồ đúng không? Chết rồi. Vinh bây giờ nó bạo quá rồi. Nhưng mà câu này là bây giờ mới hiểu được lòng của Vinh. Cái giọng của thứ nôn quá đó quý vị. Nôn vợ đó. Thành ra bây giờ là bất chấp luôn. Vinh ơi, dạ. Năm nay nhiêu rồi? Dạ thôi, mình chị giấu nhẹ giùm em chứ em già lắm rồi. 40 rồi phải không? Không có, giữ gì? 252. Không mấy. Tần số tình yêu mùa 2, 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.